Ok Mạnh ơi, con nhìn rõ màn hình chia sẻ của thầy chưa? Thầy đã chia sẻ rồi À chưa, ok rồi đây Thầy đã chia sẻ lên rồi, chắc bây giờ con nhìn rõ rồi đúng không? Ok, rồi hôm nay nội dung ôn tập của chúng ta sẽ gồm có 3 phần Phần thứ nhất là thầy sẽ cho con làm một một hai bài về rút gọn phân thức được chưa nào rút gọn phân thức ở đây chính là rút gọn biểu thức có chứa các phân thức đại số ấy thì đây là bài số 4 ở cái nội dung bài số 4 này này thì con làm giúp cho thầy ngay đầu tiên ngay vào cái bài này để thầy kiểm tra lại xem về kỹ năng của con như thế nào thực ra thầy được biết là thời điểm trước ấy thầy kiểm tra bài làm của con thì rất tốt rồi bây giờ thầy mong muốn là con làm lại để uh, chúng ta không bị quên kiến thức này thôi con hãy làm thật sự là tốt để chúng ta chuyển qua cái dạng thứ hai hôm nay sẽ có ba cái nội dung nội dung thứ nhất một là ôn tập về rút đoạn phân thức hai là ôn tập về phương trình bậc nhất một ẩn ba là giải bài toán bằng cách lập phương trình ba cái nội dung này sẽ làm trong cùng một buổi hôm nay thôi vì vậy con phải làm một phát là chuẩn ngay nhá mạnh hãy làm cho thầy ngay bài số 4 này trong thời gian là 5 phút được không 5 phút thầy xin mời con thời gian bây giờ mới bắt đầu chính thức bắt đầu này à, thầy sẽ chữa bài này lúc 3 giờ 6 phút được chưa nào rồi xin mời con nếu con có cam thì con bật cam lên cho thầy đi mạnh ơi <laughs> Ok, rồi con làm cho thầy đi. Ok, bây giờ nó đang bị nhảy sang 3 giờ 2 phút rồi, thầy sẽ cho con đến 3 giờ 7 phút nhá rồi làm luôn cho thầy làm xong cái comment kết quả luôn con quên mất cái gì ý thì con hỏi thầy luôn Rồi ok thì cảm ơn Mạnh, rất tốt. Con làm khá nhanh. Rồi, bây giờ chúng ta xử lý luôn con nhé. Nào. Để chúng ta kiểm tra xem xem kết quả của con có thật sự chính xác tuyệt đối hay không. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng xử lý này. Con quan sát thầy này. Thứ nhất là thầy sẽ đưa cái đầu bài nó sang bên tay phải. Con chờ thầy một chút, thầy chỉnh lại cái phông Rồi ok, đầu bài thầy đã đưa sang bên tay phải. À thì <laughs> cái cam của con nó bị lên cái cao quá. Con có thể chỉnh cái cam lại một thấp xuống một tí không à Mạnh ơi. Rồi ok. Cái gì không hiểu con hỏi luôn nhá. Vậy trong trường hợp này cái biểu thức của chúng ta là gồm có một phép nhân giữa hai phân thức này và cuối cùng là cộng thêm phân thức cuối cùng x chia x 3. Vậy câu đầu tiên trước khi rút gọn này Yêu cầu của bài toán là rút gọn biểu thức thì trước khi rút gọn con cần phải ghi nhớ giúp cho thầy bắt buộc phải có một bước đó là Chờ thầy một chút. Trước khi rút gọn là bắt buộc phải có một bước đó là tìm điều kiện xác định được nhá. Nhớ nhá. Thầy nhắc cái này rất rất nhiều lần rồi kể cả trong buổi học bổ trợ lẫn uh, cái phần mà khi mà thầy đến thầy dạy con ấy là đều có cái 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 kiến thức đó là phải tìm điều kiện xác định đúng không nào. rút gọn. À, vậy ta có này, điều kiện xác định. Vậy trong trường hợp này điều kiện xác định của chúng ta là gì? Mạnh có thể comment cho thầy được không? Con bật mic lên nói tương tác với thầy đi cho nó nhanh và nó hiệu quả. Điều kiện xác định của chúng ta trong trường hợp này là gì? Ừ. Sao nhỉ con nhỉ? Điều kiện xác định ở đây con cần phải nhớ là gì? Điều kiện xác định đó chính là điều kiện để cho các mẫu thức này phải khác không thầy ok thầy, thầy biết là con không đánh được cái chữ khác như vậy trong trường hợp này ý, là điều kiện đó chính là x phải khác âm ba và x khác dương ba đúng không con tức là x khác ba và x khác âm ba chính xác rồi ok thầy cảm ơn con chuẩn rồi chẳng qua là chắc là tại máy tính của con nó không đánh được là dấu khác đúng không rồi xong như vậy đây chính là điều kiện xác định của chúng ta vậy ta có này với điều kiện với điều kiện x khác cộng trừ ba thì biểu thức A được rút gọn như sau. Đầu tiên là chúng ta đưa lại cái đầu bài, sau đó đi rút gọn nó. Vậy muốn rút gọn ý, thì đầu tiên ở đây, thầy thấy rằng như sau này. Ở trên tử này của chúng ta là có thành phần x bình phương cộng 6x cộng 9. Đây chính là một hàng đẳng thức đáng nhớ. Như vậy là thầy sẽ phải đi phân tích cái thằng này ra thành là tích của x cộng 3 nhân x cộng 3 đúng không con? Vậy ta sẽ có được nhá chỗ này biến thành là x cộng 3 nhân x cộng 3 tất cả bình phương này. Rồi ok. Ở đây chỉ x bình phương trừ 9 thì chúng ta tách ra là bằng thành tích của x 3 nhân x cộng 3. Cái này là hoàn toàn là sử dụng hàng đẳng thức đáng nhớ con tách ra được ngay. Cho nên là không cần phải tách như bình thường mà chỉ cần đưa luôn kết quả như thế này. Được chưa con? Rồi đến đây vậy A của chúng ta bằng này. Ở đây ta có được là thành phần x cộng 3 với x cộng 3 trên tử và x cộng 3 dưới mẫu này là chém hoa quả đi bên này lại có một lần x cộng 3 nữa như vậy thành phần x cộng 3 biến mất tuyệt đối luôn đúng không nào như vậy ta chỉ còn lại cái gì đó chính là 3 chữ x ở đây này x chữ 3 ở đây này thì đây chính là hai số đối nhau hai số đối nhau này như vậy triệt tiêu nó đi nó phải còn là âm 1 như vậy thầy sẽ được kết quả cuối cùng của chúng ta nó sẽ chính là gì nhỉ các con nhỉ con nhỉ ở đây nó sẽ chính là trừ 1 này trừ của mở ngoặc nhá mở ngoặc ra x cộng 3 trên x cộng 3 với x cộng 3 này ở đây là hết là như vậy là nó còn lại là trừ 1 trừ 1 tức là còn lại âm 1 luôn đấy được chưa còn lại là âm 1 luôn sau đó là cộng với thành phần là x trên x cộng 3 này hạ xuống trừ 1 được chưa và đến đây thì sẽ bằng cái gì nào con quy đồng lên giúp thầy ở đây là x cộng 3 ở trên này là khi nhân với âm 1 lên thì sẽ được là trừ của x trừ đi 3 cộng với x. Như vậy kết quả cuối cùng của chúng ta là bằng là trừ 3 trên x cộng 3. À, ở đây thì à, Mạnh ơi, Mạnh kiểm tra lại giúp thầy xem là cái đáp án của con với đáp án của thầy ai là đáp án chính xác ạ? Mạnh kiểm tra giúp thầy nhé. Con thử xem lại cái phần con vừa làm ở trong vở ấy. Thì à, cái phần trình bày của thầy nó có chính xác hay không? hay là con đang bị nhầm lẫn một chút à ok con bị nhầm dấu mất một tí gì như vậy là phần làm của thầy là chính xác đúng không đúng không nào rồi ok như vậy là rút gọn biểu thức a của chúng ta phải bằng là âm ba trên x cộng ba mới là chính xác con nhé vậy đến đây con phải có nhớ một bước kết luận này vậy à, với với x khác cộng trừ 3 thì biểu thức A của chúng ta sẽ bằng là âm 3 trên x cộng 3. Rồi ok. Như vậy là với cái việc mà con thu gọn này kết quả của A của chúng ta cái biểu thức A ấy nó khác với của thầy. Như vậy chắc chắn là cái biểu thức của con sai thì dẫn tới đáp án câu B của con cũng sai. Như vậy con con làm giúp lại cho thầy câu B nào. Con tính nhầm lại, dùng nháp tính nhầm lại cho thầy. biết x mũ 2 này trừ đi 1 bằng 0. Được chưa nào? Vậy ta có như sau. Ta có x bình phương trừ 1 bằng 0. Điều này tương đương với việc giải ra là x bình phương sẽ bằng 1. Và điều này sẽ tương đương với là giải ra được x sẽ bằng là cộng trừ 1. x sẽ bằng 1 hoặc là x bằng âm 1 con nhé. Hoặc là x bằng âm 1 Thì bản thân cả hai cái giá trị này này Là chúng ta đều thấy nó đều thỏa mãn cả Đều là thỏa mãn điều kiện cả Đúng không? Đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì điều kiện của chúng ta ấy Là x phải khác cộng chữ 3 Trong khi lại giải ra ở đây là x bằng 1 Hoặc x bằng âm 1 Như vậy đều ok Vậy ta có này Với x bằng 1 Ta thay vào biểu thức A thì ta có biểu thức A của chúng ta bằng này. Âm 3 trên x cộng 3. Như vậy thầy sẽ xin phép thay cái chỗ x của chúng ta này là bằng 1. Vậy đến đây ta sẽ bằng được kết quả nó là bằng trừ 3 phần 4 con nhé. Đây là một kết quả. Xuống dòng với x bằng âm 1 thì ta cũng thay nó vào biểu thức A. Ta có được là chỗ này sẽ là trừ 1 này. Trừ 3 trên dương 2 như vậy nó là bằng âm 3 phần 2. Như vậy đến đây các con, con kết luận giúp thầy này. Vậy A sẽ bằng là trừ 3 phần 4 khi x bằng 1 và a bằng trừ 3 phần 2 khi x bằng âm 1. Được chưa? Nào. Mạnh xem giúp thầy xem là thầy làm như này con ok 100% chứ. Rồi nhất trí. Như vậy xin mời xin mời con chữa thật nhanh vào trong vở giúp thầy để chúng ta chuyển sang bài tiếp theo nào. Chữa xong cái bảo thầy luôn nhá. سب جو Mạnh ơi con xong chưa ạ? Ý thầy đang hỏi con là cái cái bài chữa bài trên ấy, bài trên ấy con chữa xong chưa À xong rồi đúng không? Ok tốt rồi. Vậy bây giờ Mạnh sẽ làm giúp cho thầy bài số 6 nhá. Nào xin mời con. Đây là đây là một bài rèn luyện nữa thôi về cái phần này thôi, sau đó chúng ta chuyển sang phần sau. Bài này con sẽ làm thật chính xác giúp thầy nhé thật bình tĩnh, làm thật chuẩn, không cần vội vàng. Bài số 6 này có khá nhiều câu. Thầy sẽ dành cho con thời gian để cho con làm câu A và câu B này này. Hai câu này này. Thời gian đó là 6 phút. Lần trước là con làm khá nhanh, tuy nhiên là nhầm giống mất một chút. Lần này con làm chậm hơn một tí để ra được kết quả chính xác nhé. Rồi, xin mời con ạ. Mm-mm. <clears throat> <laughs> con đã làm ra chưa ok đây thì xem nào à ok con chưa làm ra con không sao cứ bình tĩnh cố gắng lên có cần thầy hỗ trợ không hà mạnh Mm-hmm. <clears throat> câu này khó hơn câu trước hả con Nào, có cần thầy hỗ trợ không? À, ok. Rồi, ok. Thầy sẽ hỗ trợ con ngay bây giờ đây. Con nhìn này. Mạnh quan sát nhé. Đầu tiên là cái đầu bài thầy đã có đưa sang bên này rồi. Thì đây là gồm có bài này thì gồm có ba cái phân thức tất cả. ba cái đúng không? Như vậy thì ở đây để mà xử lý nó, ấy, đầu tiên vẫn phải có điều kiện. Vậy thì điều kiện ở đây, điều kiện xác định này. con quan sát cái điều kiện nhé. Điều kiện xác định của chúng ta đó là điều kiện để cho 2 x khác 0 này, điều kiện để 5 trừ x khác 0 này và điều kiện để 2 x bình phương trừ 10 x khác 0 này. Vậy điều kiện cuối cùng con sẽ giải ra chắc chắn là sẽ giải ra được là x khác 0 chấm phẩy x khác 5 có đúng không con? À, Mạnh ơi, con có ra được cái đáp án đầu tiên là x khác 0 và x khác 5 không? Đây là cái điều kiện xác định ấy. Cái điều kiện con có ra xuống thầy không ạ? Có đúng không? Ok, tốt rồi. Vậy đầu tiên là con phải giải được chính xác điều kiện nhá. Sau đó này, với x khác 0, x khác 5 thì biểu thức a được biến đổi như sau. Và con sẽ biến đổi như sau. Con nhìn này, cái đầu tiên của chúng ta để xử lý được cái thằng này này là chúng ta phải đi tìm được mẫu thức chung. Thế thì cái thằng 2x bình phương trừ đi 10x ở đây, đây thực tế là chúng ta tách ra được là nhân tử 2x nhân với x 5 đúng không con vậy thì ở đây bước đầu tiên a của chúng ta bằng nhá con nhìn này chỗ này ý, là 2x đặt ra ngoài ta sẽ được là 2x nhân mở ngoặc x 5 và thầy nhận diện ra khả năng rất cao đây chính là mẫu thức chung của chúng ta mẫu thức chung thì dẫn tới là gì thằng 2x này thì chắc chắn là bao gồm cái thằng này rồi như vậy còn cái thằng x 5 này thì cái thằng x 5 này này thì nó lại là số đối của cái thằng 5 x như vậy nếu để như thế này thì khi con chia thì con sẽ phải đổi dấu nó và như vậy chúng ta sẽ làm khó khăn mất một tí chính vì thế nên thầy nghĩ đến việc thầy sẽ đổi cái thằng 5 chữ x này này biến thành x chữ 5 mà 5 chữ x thì chính là số đối của x chữ 5 tức là nó bằng như thế này này đúng không mạnh đúng như này không như vậy nếu con muốn đổi dấu thằng này thì tức là chúng ta phải thêm một dấu âm ở dưới mẫu thì chúng ta sẽ phải đổi cái dấu đằng trước dấu trừ này này cái chỗ trừ này này con tốt nhất là con nên đổi nó biến thành dấu cộng khi dấu trừ này biến thành dấu cộng thì ta sẽ có căn cứ theo có một cái phân số như thế này này trừ đi a chia cho b thì sẽ bằng a trên âm b mạnh ơi mạnh cho thầy hỏi là cái này của con thấy nó có chính xác không đây con thấy là cái phần đóng khung này của thầy nó có chính xác không nếu con thấy nó chính xác thì con hãy Sử dụng cái này vào cái chỗ Và chỗ này cho thầy này Đấy. Chúng ta sẽ đổi dấu cái thằng trừ này Biến thành cộng Thì nếu đổi trừ thành cộng Thì một dấu trừ nó sẽ phải thay vào tử Hoặc thay vào mẫu Thì trong trường hợp này thầy sẽ cố tình biến đổi cái thằng 5 trừ x này Biến thành x trừ 5 Vậy thầy sẽ có được như sau con nhé Con nhìn này thầy xử lý này Vậy chỗ này sẽ biến dấu trừ thành dấu cộng Thì ở dưới mẫu này của chúng ta Lập tức chỗ này sẽ biến thành x trừ 5 và thằng này đến đây thì thầy sẽ dễ dàng quy đồng được mẫu số chung bằng cách như sau. Đây là 2x, vậy chúng ta còn thiếu thành phần nhân tử x 5 này nữa. Vậy phải nhân thêm x 5 vào cái cái tử và mẫu của phân thức thứ nhất, đúng không? Nào, con nhìn xem. Như vậy, phân thức đầu tiên này thầy nhân như thế này, ok chứ? Ok chưa nào? Đây này, cái x cộng 5 này trên 2x này thì thầy sẽ biến đổi nó bằng cách như thế này, thầy nhân cả tử và mẫu với x 5. Như vậy là phân thức đầu tiên chính xác rồi. Đối với phân thức số 2 thì mạnh comment cho thầy nào. Con sẽ phải nhân cả tử và mẫu với nhân tử phụ ở đây là bao nhiêu? Phải nhân cả tử và mẫu với với nhân tử phụ ở đây là bao nhiêu con nhỉ? À, là x chưa đủ, x thì chưa đủ con ạ. À. ở đây mẫu mẫu thức chung là cái gì đây? là cái này đúng không? thế thì ở đây thì con nhìn này, nó bản thân nó đã đây là nhân đây là mẫu thức chung đã có thành phần x trừ năm ở đây rồi. như vậy chúng ta còn thiếu cái thằng gì ở đằng trước đây nhở? thiếu cái thằng gì đây con? thiếu thằng 2 x. như vậy là ô đúng rồi, ok. con comment ở trên thanh chat thì nhìn thấy chuẩn rồi. như vậy là chúng ta sẽ phải nhân thêm 2 x vào cả tử và mẫu của cái phân thức thứ hai, chuẩn chưa? Vậy thầy sẽ được như sau nhá. Rồi ok như vậy là cái nhận diện của con chính xác rồi đấy. Vậy ta sẽ có được này. Nhân cả tử và mẫu với 2x. Vậy thầy được là 2x nhân x 6. Ở dưới này ta có là 2x nhân x 5. Đối với phân số cuối cùng thì giữ nguyên giúp thầy bởi vì sao? Bởi vì đây chính là mẫu thức chung của chúng ta rồi. Vậy đến đây con nhìn này biểu thức A của chúng ta thì bằng ba cái thằng này cộng trừ với nhau nhưng mà mẫu thức của chúng đã giống nhau vì vậy thầy sẽ chỉ cần giữ nguyên mẫu thức chung thôi trên tử của chúng ta sẽ là ba thằng này cộng với nhau đúng không nào ok chưa mạnh nhìn giúp thầy xem thầy làm đến bước này chuẩn chưa Rồi đúng không? Ok tốt rồi. Vậy A của chúng ta sẽ bằng như sau này. Con nhìn thầy là sự làm này. Chỗ nào mà nhầm thầy làm nhầm là con phải nhắc thầy ngay nhá. X cộng 5 nhân x trừ 5 đây là hằng đẳng thức số 3. Vậy ta sẽ được là x bình phương trừ đi 25. Sau đó cộng với thành phần ở giữa là 2x bình phương trừ 12x. Vậy chỗ này thầy sẽ được là cộng với 2x bình phương này. Sau đó là trừ đi 12x này. Sau đó là phá nốt cái ngoặc cuối cùng này ra Thì khi phá thì con nhớ phải đổi dấu cho thầy nhá Trừ của 2x bình phương Vậy là trừ 2x bình phương Trừ trừ của 2x Vậy là cộng 2x Và cuối cùng là trừ trừ 50 Tức là biến thành cộng 50 Như vậy trên tử của chúng ta đây Chúng ta còn phải một bước cuối cùng Đó là thu gọn cái thằng tử thức này nữa Ở dưới mẫu giữ nguyên là 2x Nhân mở ngoặc x trừ 5 Rồi chính xác chưa nào Rồi bây giờ thầy thu gọn nhá A bằng này có nhìn thấy thu gọn nhá. Hai thằng này giống hệt nhau 2x bình phương với trừ 2x bình thầy chém hoa quả đi. Như vậy chúng ta chỉ còn duy nhất một thằng x bình phương thôi ở đây. Vậy thầy viết nó xuống dòng dưới. Là x bình phương này. Được chưa nào? Trừ 12x cộng 2x trừ 12 mà cộng 2 như vậy là trừ 10x. Trừ 25 mà cộng 50 như vậy biến thành là cộng 25. Sau đó chia cho mẫu thức là 2x nhân x trừ 5 Mạnh ơi, Mạnh xem giúp thầy xem trên tử này thầy trông còn nó khá là quen. Đây là cái gì nhỉ? Đây là cái gì nhỉ con nhỉ? Hằng đẳng thức số 2 chuẩn luôn. Và thầy xin phép đưa nó về đó chính là x trừ 5 đóng mở ngoặc bình phương chia cho 2x nhân mở ngoặc x trừ 5. Như vậy trên tử và dưới mẫu thành phần x trừ 5 giống hệt nhau. Thầy xin phép triệt tiêu một thằng x 5 đi. Vậy kết quả cuối cùng của chúng ta là x 5 trên 2x con nhá. Vậy đây là kết quả cuối cùng của chúng ta. Xin mời con hãy chữa cái phần này vào trong vở giúp thầy ạ. Rồi. Mạnh ơi, con chữa giúp thầy ạ. buổi hôm nay chúng ta ôn tập đại số buổi sau thầy sẽ ôn cho con hình học nhé buổi sau sẽ ôn hình học con chịu khó tham gia thêm cả cái lớp bổ trợ buổi tối nữa thì hiện tại là lớp bổ trợ đấy thầy cũng bắt đầu đang ôn phần đại số buổi tới thầy sẽ ôn sang phần giải bài toán bằng cách lập phương trình và sang buổi tiếp theo nữa là sẽ là liên quan đến phần hình học thì là con sẽ được hai học hai buổi liền ôn tập mà lại cùng một phần giống nhau thầy sẽ cố gắng là tách hai cái buổi này ra là học các cái kiến thức khác nhau thì con sẽ học được nhiều kiến thức hơn nhé. Sau khi chữa xong cho thầy, thì lại lập tức làm cho thầy cô B nhá. Bởi vì sao? Bởi vì là cái câu A ấy, với cái việc rút gọn ra như thế này rồi, ấy, thì con sẽ phải sử dụng cái kết quả này để cho cô B. Thì con làm chữa xong đến đây cho thầy, thì lập tức con làm cho thầy cô B ngay. Sau đó comment kết quả cho thầy. Uh-uh. <clears throat> Cô B con biết xử lý thế nào chưa? À mạnh. Cô B con biết xử lý thế nào không? Người ta bảo là tính giá trị của biểu thức A với cái trị tuyệt đối của x bằng 3. Như vậy mà trị tuyệt đối của x trừ 2 bằng 3 này này thì chúng ta sẽ phải chia ra nó là hai hai khả năng hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là x 2 bằng 3. Trường hợp thứ hai là x 2 của chúng ta là bằng số đối của 3, tức là bằng âm 3. Được chưa con? Như vậy với mỗi một trường hợp này con sẽ tìm ra được x. Như vậy thì chúng ta sẽ tìm ra được x là một cái là x bằng 5 và một cái là x bằng âm 1. Tuy nhiên trong hai cái giá trị này thì con phải kiểm tra giúp thầy xem là hình như có một giá trị của x là không thỏa mãn điều kiện xác định của câu A. Và cái giá trị nào không thỏa mãn ấy thì chúng ta phải loại bỏ cái giá trị ý đi. Cái giá trị còn lại x bằng âm 1 là có thỏa mãn điều kiện. Và với giá trị x bằng âm 1 thỏa mãn điều kiện thì con sẽ phải thay vào biểu thức A và con tìm giúp cho thầy xem là kết quả khi đó A bằng bao nhiêu. <laughs> -6 à, tại sao lại vẫn là -6/2x hả à? Mạnh ơi? <laughs> Thế ở dưới Dạ không đúng, không đúng, không đúng. Chưa đúng. X này là ở chỗ nào có x con đều thay bằng giá trị bằng âm 1 và giúp thầy nhá. Mạnh có hiểu không ạ? Con có hiểu không? Tức là thay giá trị x bằng âm 1 vào biểu thức A thì cứ chỗ nào có x con sẽ thay đều là bằng âm 1 hết. Như vậy là cái thằng x ở dưới mẫu ấy con cũng cần phải thay nó bằng âm 1. <laughs> Rồi nhất trí. Vậy cuối cùng kết quả cuối cùng của con bằng bao nhiêu? Vậy biểu thức A của chúng ta là bằng bao nhiêu? Đúng rồi, bằng 3 chính xác rồi, ok. Rồi, thầy sẽ chữa cho con cẩn thận câu B này nhá. Như vậy con làm chính xác rồi đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xử lý nó như sau. Con nhìn này. Ở đây con phải nhớ có một câu là vậy nhá, vậy A bằng à vậy với x khác 0 chấm phẩy x khác 5 thì a của chúng ta là bằng x chữ 5 trên 2x đây là cái kết luận cuối cùng của câu a xuống dòng ta có ý b của chúng ta như sau ta có trị tuyệt đối của x chữ 2 bằng 3 và điều này sẽ tương đương với là xảy ra hai trường hợp Trường hợp thứ nhất là x 2 của chúng ta bằng 3 hoặc x 2 bằng âm 3. Và điều này thầy sẽ giải được tương đương ra là một thằng là x bằng 3 cộng 2 tức là x bằng 5. Còn một thằng là x bằng là âm 3 cộng 2 tức là bằng âm 1. Thì con phải nốt luôn cho thầy như này nhé. X bằng âm 5 thì là không thỏa mãn điều kiện. Cái điều kiện này chính là cái điều kiện ở đây này Mạnh ơi. Đây này, chính điều kiện này này. Đấy chính là cái điều kiện này thế còn cái thằng x bằng âm một ở đây thì hoàn toàn thỏa mãn chúng ta sẽ viết nó là thỏa mãn điều kiện chính vì nó thỏa mãn cho nên xuống dòng ta sẽ có một câu như sau ta thay x bằng trừ một vào biểu thức và biểu thức a thì ta sẽ được như sau A của chúng ta bằng là x 5 trên 2x. Và thằng này sẽ được phép là thay x bằng âm 1. Như vậy thầy sẽ được là trừ 1, trừ 5. Dưới này là 2 nhân với x, tức là nhân với âm 1. Và như vậy thầy sẽ được kết quả là bằng là âm 6 trên âm 2. Và âm 6 trên âm 2 ý, thì đương nhiên kết quả nó bằng 3. Vậy đến đây, con sẽ kết luận cuối cùng, cùng là vậy. A sẽ bằng 3 khi x bằng trừ 1. Được chưa con? Rồi ok, con chữa câu B cho thầy đi. Đây câu B là nội dung câu B đây. <cười> <cười> <laughs> Rồi, nếu sau khi con chữa xong hãy suy nghĩ cho thầy câu C. Thời gian để dành cho con suy nghĩ câu C này là 4 phút. Câu C này không khác gì là câu giải phương trình cả. Bởi vì sao? Tức là con phải đi giải phương trình A bằng x trừ 3. Mà mới A của chúng ta thì chính là x trừ 5. Trên 2x. Bởi vì đây là biểu thức A rút gọn ra bằng thằng này. Và bây giờ con phải giải thằng này bằng x trừ 3. Như vậy thằng này bây giờ quay trở về là gần giống như con đang giải một phương trình. Và để giải được thằng này thì bắt buộc phải sử dụng kiến thức về phương trình tích. Được chưa nào? vậy bây giờ là thời gian để dành cho con suy nghĩ nó suy nghĩ rồi không ra lập tức thầy sẽ hướng dẫn ngay <laughs> <laughs> cố gắng lên nào Anh ơi con có giải được không ạ? Con có ra, có tìm ra được x uh, cho cái câu C không? à con vẫn chưa à? ok vậy bây giờ thầy sẽ hướng dẫn con tiếp như sau nhé các cái bài này thực ra thì nó nếu nói là khó thì không không phải là khó đâu con ạ chủ yếu là do là nó những cái dạng bài nó hơi lạ hơn so với bình thường một tí để bởi vì sao bởi vì là con sẽ phải dần dần con làm quen dần với những cái bài này như này nhá vậy ta có này câu c nhá con quan sát này nó bảo rằng là tìm x để a bằng x trừ ba Vậy ta có như sau này. Với x khác 0, x khác 5. Cái này thì con lúc nào cũng phải nhớ điều kiện x khác 0, x khác 5. Thì ta có này. A của chúng ta bằng x 3. Và điều này sẽ tương đương với A của chúng ta ấy thì bản thân là con còn nhớ không? Là ở cái câu A của chúng ta đã thu gọn nó rồi và kết quả của cái biểu thức thu gọn nó chính là cái thằng này này nó chính là đây đúng không x 5 trên 2 x như vậy đến đây thầy sẽ biến đổi tương đương là như sau a bằng x 3 có nghĩa là x trừ 5 trên 2 x sẽ phải bằng x trừ 3 đầu tiên là đầu tiên là cái bước đầu tiên này thì là mạnh ok hoàn toàn chứ con nhất trí không đây là thầy chỉ thay mỗi cái thằng A là bằng x 5 trên 2x thôi. Đúng không con? Rồi nghe tiếp này. Như vậy đến đây. Đây là một phân số mà bằng cái thằng này. Như vậy thầy sẽ nhân cái thằng mẫu này. Nhân ngược lên trên này. Vậy thầy sẽ được là x 5 này. Sẽ bằng 2x nhân mở ngoặc x 3. Con hoàn toàn ok chứ? Nào bước này ok không? Ok chưa nào? Nghe tiếp này. Như vậy bây giờ thầy sẽ nhân tung cái bên phía tay phải này ra. Vậy thầy sẽ được là x 5 sẽ bằng là 2x nhân với mở ngoặc x 3 thì phải lấy 2x nhân với từng thành phần trong cái ngoặc này. Vậy thầy sẽ được là 2x bình phương trừ đi 6x. Được chưa nào? Vậy bây giờ nhá, con nhìn này. Nguyên tắc của cái việc giải cái phương trình này này Phương trình này nhìn thì hơi phức tạp một tí. Nhưng thực ra đây chính là một dạng biến tấu của phương trình tích. Tại sao thầy lại bảo là đây là biến tấu của phương trình tích? Là bởi vì như sau. Ở đây thầy sẽ lấy cái bên tay phải này thầy giữ nguyên. Đó là 2x bình phương trừ 6x này. Thầy sẽ viết gọn sang bên tay trái là 2x bình trừ 6x. Như vậy nó bằng x trừ 5. Nhưng mà cái thằng x trừ 5 này ở phía ngược lại. Mà muốn chuyển vế sang bên tay này. Từ tay trái chuyển sang bên tay phải thì chúng ta phải trừ đi x và cộng với 5 và bằng 0. Nào, Mạnh ơi, kiểm tra cho thầy xem từ dòng trên xuống dòng dưới này con có hiểu không? Đây hoàn toàn là chuyển vế đổi dấu thôi. Con nhìn, nhìn giúp thầy xem có đúng không? Ok, tốt rồi. Vậy đến đây thầy sẽ thu gọn cái đa thức bên tay trái lại này. Đây là 2x bình đây là trừ 6x, đây là trừ x. Như vậy sẽ được là 2x bình phương trừ đi 7x và cộng với 5 bằng 0. Con có nhìn xem bây giờ cái này có quay trở về một phương trình trông là khá là 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 quen mắt không? Đến đây con con có tìm ra được x cho giúp thầy không? Hả à, Mạnh ơi. Nào. Đưa về phương trình đến đây rồi thì con có tìm giúp được cho thầy x bằng bao nhiêu không nào? Cái này thầy tin là con làm được. Con tìm giúp cho thầy xem. để giải được phương trình này chúng ta cần phải phân tích đa thức thành nhân tử phân tích cái đa thức ở bên tay trái ấy, thành hai nhân tử nhân với nhau để đưa về phương trình tích bởi vì sao thằng này nếu mà con đưa được về phương trình tích như sau này nó có cái dạng là ax nhân với bx mà bằng không ấy thì đây chính là phương trình tích của chúng ta đã được học ở trong sách đúng không con chuẩn chưa như vậy là mấu chốt ở đây là phải đi phân tích cái đa thức này thành nhân tử mạnh phân tích giúp thầy với ạ <laughs> sử dụng bộ bộ số tỷ lệ để tách tách giúp thầy nào Mạnh ơi tách được không con? Con có tách được cái phân tích được cái đa thức ở bên tay trái này thì nhân tử không? Đây nha, đây nha, nhìn này, nhìn này, phân tích này. Đấy, thầy viết lên góc trên này. Ta có được là B1 cộng với B2 thì bằng âm 7. B1 nhân B2 thì bằng 2 nhân 5, tức là bằng 10. Như vậy, hai thằng này tổng lại bằng âm 7. Và tích của nó thì bằng dương 10 Tích bằng dương 10 Thì dẫn tới là B1, B2 Phải cùng dấu Đúng không? Tức là nó tích mà ra một số dương ấy Thì như vậy nó phải cùng dấu Nhưng mà tổng của hai cái thằng này Thì lại là âm 7 Như vậy thấy kết luận là cùng dấu âm Đấy. Như vậy là B1, B2 ở đây là cùng dấu âm Như vậy nếu tìm được B1, B2 là hai số âm như thế nào đó Thỏa mãn là tổng bằng âm 7 Và tích bằng 10 ấy thì như vậy con sẽ thành công trong việc phân tích đa thức thành nhân tử đúng không và ở đây thầy sẽ tách cho con cái thằng 10 này ra thành những bộ số như sau con nhìn thấy ngay này tích bằng 10 của chúng ta ấy mà tích của hai số âm thì chỉ có những trường hợp sau thôi âm 1 nhân với âm 10 đúng không nào thứ hai là âm 2 nhân với âm 5 duy nhất có hai bộ số này chấm hết đến đây thì đến đây thì mạnh có nhầm ra được là bộ số b 1 b 2 của chúng ta bằng bao nhiêu không con đã nhầm ra được bao nhiêu chưa Rồi ok chính xác là trong trường hợp này con tách ra bằng 2x 5 nhân x, x 1 chính xác rồi con ạ rất tốt như vậy ta sẽ tách được cái thằng này bằng cách như sau. Nào, thầy tách nốt nhá, tương đương này. 2x bình phương trừ 2x trừ 5x và cộng với 5 thì bằng 0. Và đến đây chúng ta sẽ tương đương với việc ghép hai thằng đầu tiên với nhau, ghép hai thằng phía sau với nhau. Vậy 2x nhân mở ngoặc x 1 trừ đi 5 nhân mở ngoặc x 1 tiếp bằng 0. Và đến đây tương đương với ta sẽ được là x trừ 1 nhân với 2x 5. Đúng không con? x 1 nhân mở hoặc 2x 5 bằng 0. Rồi đến đây thì như vậy là gì? Sẽ giải ra được là tương đương với trường hợp thứ nhất. Đó chính là x 1 bằng 0. Trường hợp thứ hai là 2x 5 bằng 0. Và con sẽ tìm ra được hai giá trị của x. Trường hợp thứ nhất là x sẽ bằng là x bằng 1. Trường hợp thứ hai là x sẽ bằng là 5 phần 2. Được chưa? Và cả hai trường hợp này đều thỏa mãn điều kiện cả. Đúng không nào? Đều thỏa mãn điều kiện x khác 0 và x khác 5. Như vậy, đến đây ta đi đến kết luận cuối cùng là gì? Vậy, với x bằng 1 hoặc x bằng 5 phần 2 thì a của chúng ta bằng x trừ ba rồi xin mời con chữa bài mạnh ơi con có hiểu hoàn toàn cái 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 câu c thầy vừa chữa không con có hiểu không hiểu được chưa rồi ok tốt rồi vậy con chưa đi bắt đầu từ trên này Xin mời con hãy chữa bài câu C giúp thầy. <laughs> Ê, thầy kéo xuống bên dưới tí cho con nhìn nha Đấy Rồi ok <cười> <cười> Nếu con chưa xong rồi thì hãy làm cho thầy câu D. Tìm x để 1 trên A có giá trị nguyên. Đấy, làm cho thầy câu D xem nào. A của chúng ta ấy, thì bản thân là A thu gọn ra lúc đấy là bằng là x 5 trên 2x. Như vậy dẫn tới là nó bảo rằng là 1 trên A tức là sẽ phải bằng 1 chia cho x chữ 5. Chia cho 2x. 1 mà chia cho một phân số thì phải bằng 1 nhân với phân số nghịch đảo. Như vậy thầy sẽ được nó thực tế nó sẽ chính là bằng 2x trên x chữ 5. Như vậy bây giờ đây sẽ trở thành quay trở về một bài toán là tìm x để biểu thức này nhận giá trị nguyên. Thằng này muốn làm được thì bắt buộc con phải sử dụng nhớ đến phương pháp đặt gạch của sư phụ nghĩa. Còn nhớ phương pháp đặt gạch không? Đặt gạch ở dưới mẫu này này. À, mạnh, còn nhớ phương pháp đặt gạch không con? Ok đúng không? Rồi tốt rồi. Vậy con con chủ động làm cho thầy câu D xem nào. Sau đó cho thầy biết kết quả của con. Cố gắng lên. Quyết tâm lên. mạnh ơi con xử lý được chưa <laughs> mạnh ơi ra không con như vậy đấy con thấy không một cái bài nó cũng một cái bài nó cũng không quá phức tạp lắm đâu nhưng mà khi mà con bắt tay vào làm cụ thể con mới thấy rằng là nó cũng nhiều nhiều khó khăn đúng không Đúng chưa nào? Vậy bây giờ nhá, ok, rồi. Thầy sẽ chữa cho con bài này thật tỉ mỉ cẩn thận. Và về nhà ấy, con cần phải thứ nhất là thầy sẽ gửi lại cho con cái video của buổi học ngày hôm nay để con xem lại cụ thể từng phần từng phần một. Thứ hai là con phải xem lại các cái phần giảng giải của thầy để con hiểu được nó rõ ràng và cẩn thận kỹ càng hơn, được không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ xử lý nó con nhé. Đấy con thấy không? Học toán thực sự là nó là một cái sự khó khăn rất là lớn. Ai cũng cũng cảm thấy nó khó chứ không phải một mình mình con đâu nhá. Bản thân thầy cũng cảm thấy toán là khó. Tuy nhiên là cái việc mà khó không có nghĩa là mình sẽ cảm thấy lo lắng sợ sệt hay là mình chùn bước mà mình phải cố gắng vượt qua nó. Khi mà mỗi một lần con vượt qua được một bài toán khó ấy thì thực sự là cái cảm nhận của con nó sẽ rất là hạnh phúc rất là sung sướng, bởi vì là rõ ràng mình vừa chinh phục được một bài toán khó, đúng không? Rồi, ok, vậy câu d của chúng ta nhá, nó bảo rằng này, tìm x để một trên a là có giá trị nguyên, giá trị nguyên. Vậy ở đây ta có như sau, đầu tiên này. À, xét 1 trên A sẽ bằng tức là 1 chia cho phân số x trừ 5 trên 2x và thằng này sẽ bằng là gì? Là 1 nhân với 2x trên x 5. Và như vậy thầy sẽ được kết quả nó bằng là chính là phân số 2x trên x 5. Được chưa con? Vậy ta có này, để từ từ đã nhá. Dẫn tới là suy ra chúng ta biến đổi cái thằng một chữ a này một tí đã một chữ a này sẽ bằng như sau này hai x trên x chữ năm và thầy sẽ làm xuất hiện uh, đặt gạch thầy sẽ làm xuất hiện viên gạch ở đây đây là viên gạch của chúng ta là x chữ năm đúng không con vậy cách xuất hiện viên gạch như sau này bằng nhá ở trên tử này của chúng ta là đang có 2 x như vậy thầy sẽ nhân 2 x mở ngoặc ra x chữ năm để cái viên gạch nó xuất hiện trên cả tử nhưng mà nếu để nhân như thế này ý, thì khi con nhân ra nhân ngược ra này là 2 nhân x là 2x đúng rồi. Nhưng hai nhân âm -5 thì lại phải là chữ -10. Chữ -10 này lấy lấy ở đâu ra? Tức là ta đang bớt đi 10 đơn vị thì phải cộng giả lại 10 đơn vị như thế này. Đúng không con? Và như vậy ở đây chia cho x chữ 5. Và đến đây thì thầy sẽ được như sau. Thầy sẽ được như sau này. đến đây thì thầy sẽ được là 2 nhân x 5 này mà chia cho x 5 thì đương nhiên là còn lại 2 cộng với 10 trên x 5. Thế thì lý giải ở đây như sau nhá. Con nghe này. Để cho cái thằng 1 trên A này là nhận giá trị nguyên thì như vậy toàn bộ cái thằng 2 cộng với 10 trên x 5 này cũng phải nguyên. Thế nhưng mà 2 thì là số nguyên rồi, tức là 2 thuộc Z. Như vậy muốn cho cái biểu thức 2 cộng 10 trên x 5 này thuộc Z Thì dẫn tới là cái thằng phân số 10 trên x 5 này Bắt buộc phải là nhận giá trị là nguyên Tức là thuộc Z Nào Mạnh ơi Thầy lý giải từ dòng này xuống đây Con hiểu không? Có hiểu không nào? <laughs> Có đúng không? Ok Như vậy là lúc nãy con làm ấy thì con bị gặp khó khăn ở đâu? bật mic lên nói chuyện với thầy nào thầy với con học với nhau cũng nhiều rồi có gì mà ngại ngùng nữa lúc nãy là con làm tự làm ấy thì con bị gặp khó khăn ở phần nào ở cái phần đặt gạch hay là ở phần là 1 trên a thì nhận kết quả là bằng 2 x trên x trừ năm ở phần nào của con cái phần 1 trên a à, như vậy là như vậy là với cái việc mà thầy lý giải như thế này thì bây giờ con đã hiểu hoàn toàn nó chưa Đấy. một 1 trên a tức là bằng 1 chia cho cái phân số a mà a của chúng ta thì lúc vậy con còn nhớ không ở câu trên ấy a của chúng ta bằng thế này mà x chữ 5 này trên 2x này đúng không như vậy lấy một chia a tức là lấy một chia cho cái phân số này đơn giản thế thôi con hiểu hoàn toàn chưa lần sau mà gặp bài như thế này thì con sẽ phải cố gắng con xử lý cho thành công nhé được chưa nào? Đến đây thì còn khó khăn được không? Chắc là đến đến cái đoạn này thì dễ rồi đúng không? Như vậy là 10 trên x 5 phải thuộc Z. Như vậy x 5 phải thuộc tập hợp ước của 10. Và như vậy con sẽ tìm lần lượt ra được các giá trị của x tương ứng. Có hiểu hoàn toàn không nào? 100% chưa? Rồi đúng không? Ok rồi. Thế vậy thầy chữa nốt ở phần này nhá Thầy sẽ chữa nốt một phần nhỏ nhỏ nữa ở đây nữa cho con nữa là xong. Vậy ta có lý giải xuống dòng như sau. Để 1 trên a nhận giá trị nguyên thì 2 cộng với 10 trên x trừ 5 phải nguyên và điều này suy ra là 10 trên x trừ 5 phải thuộc Z phải thuộc Z và dẫn tới là gì? Suy ra x trừ 5 thuộc Hợp thuộc tập hợp ước của 10. Và xuống dòng thì con liệt kê giúp cho thầy ra các ước của 10. Ước của 10 thì có khá nhiều. Nó gồm các phần tử như sau. Thứ nhất là âm 10, chấm âm 5, chấm âm 2, chấm âm 1. Sau đó là đến 1, 2, 5, 10. Như vậy đến đây là chúng ta sẽ phải có một bước cuối cùng đó là bước lập bảng, đúng không con? Đến đây sau khi tìm ra được liệt kê được các ước của 10 rồi thì thầy sẽ phải lập bảng. Vậy con nhìn thầy lập bảng nữa nhá. Lập bảng đến nốt phần này nó là xong này. Lập bảng của chúng ta thì bảng gồm những cái gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ chia ra nó là x 5 ở đây. Đó, ok, thầy đã vẽ xong. Con điền giúp cho thầy những thông số như sau nhé. Thứ nhất ở đây là x 5 này. Ở đây là x này. Ở đây ô này cuối cùng không có gì để chúng ta ghi chú xem là có thỏa mãn hay không. Được chưa nào? Thì x chữ 5 của chúng ta nhận cái giá trị như sau. Đó là âm 10, âm 5, âm 2, âm 1, 1, 2, 5 và cuối cùng là 10. Như vậy x 5 của chúng ta mà bằng các giá trị này thì muốn tìm x, chúng ta phải lấy các giá trị tương ứng này cộng thêm 5 đơn vị vào. Vậy chỗ này sẽ được là nó bằng là âm 10 cộng 5 vào là âm 5. Thằng này cộng âm 5 vào nó là bằng 0. Thằng này thì cộng vào là bằng dương 3. Thằng này cộng vào thì bằng là dương 4. Thằng này cộng vào thì bằng 6. Thằng này cộng vào thì bằng 7. Tương tự thằng này là 10 và cuối cùng là 15. Thì trong tất cả các giá trị này có một giá trị là không thỏa mãn điều kiện, đó chính là thằng này thì con nốt cho thầy ở đây là không thỏa mãn. Còn tất cả các giá trị còn lại đều thỏa mãn cả. Thì chúng ta viết nó là TMTM TM. Được chưa nào? Như vậy là chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 giá trị của x thỏa mãn để làm cho 1 trên A này nhận giá trị là nguyên. Được chưa con? Rồi, xin mời con hãy chữa bài cẩn thận cái phần này vào trong vở cho thầy. Mạnh ơi, hiểu 100% này chưa con ơi? Lần sau nếu gặp bài giống như thế này liệu có làm được 100% không? Có làm được ngon lành không? À? Muốn làm được ngon lành ấy thì đầu tiên sau buổi hôm nay con phải xem lại cái video này của thầy thật cẩn thận đã. Sau đó là con học hỏi theo để lần sau con cứ lập một cái bài như thế này. Con sẽ phải làm 100% là làm được nhé. Được chưa nào? Như vậy là chúng ta sẽ có được tất cả là bảy giá trị của x thỏa mãn là biểu thức 1 trên a sẽ được nhận giá trị là nguyên đúng không con? Đó, ok, con chữa cái này vào trong vở cho thầy đi. Chữa full vào nhá. chữa xong một cái bảo thầy luôn nhá Ok con chưa đi, thầy sẽ quay trở lại ngay. à ok con xong rồi đúng không rồi tốt rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang dạng tiếp theo con nhé ok mạnh ơi bây giờ thầy hỏi con một chút này bây giờ con thích là chúng ta sẽ rèn luyện dạng bài tập là giải bài toán bằng cách lập phương trình hay là con thích giải các phương trình tích phương trình chứa ẩn ở mẫu con muốn thầy ôn cho con cái gì nào giải bài toán bằng cách lập phương trình thì nó là chính là các cái bài mà nó giống như là hôm trước con hỏi thầy là cái cái con làm đúng hay sai mà chắc là bài tập đấy là thầy không biết đấy là bài tập của con ở trên trường hay là bài tập à phương trình có ẩn ở mẫu thì ok rồi như vậy thầy sẽ thầy với con sẽ giải quyết các phương trình có chữ ẩn ở mẫu nhá nhất trí thôi rồi đây ok đầu bài của thầy đây ạ nào Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết bắt đầu bài số 2 này. Xin mời con hãy xử lý ngay cho thầy câu A này. Câu đầu tiên này thôi, thầy sẽ làm mẫu cho con trước. Con nhớ này, đây được gọi là phương trình có chứa ẩn ở mẫu là bởi vì như sau. Bản thân là ở trong các cái biểu thức, ở trong cái phương trình của nó ấy, thì các cái này được gọi là các phân thức. Mà như vậy phân thức của chúng ta thì sẽ có dạng các cái mẫu chứa ẩn ở dưới mẫu. Có nghĩa là ở đây có chứa x cộng x này, ở trong cái mẫu x cộng 1 này. Ở đây có chứa x ở trong x chứa 2 này, ở đây là có tích của x cộng 1 nhân 2 chữ x này. Như vậy muốn giải được bài này thì đầu tiên chúng ta phải có một cái đó là điều kiện xác định. Đúng không nào? Vậy là điều kiện các con nhé. Điều kiện xác định này. Vậy điều kiện xác định là gì? Chính là điều kiện để cho các cái mẫu số này, các cái mẫu thức này khác không. Như vậy x của chúng ta đầu tiên là x khác âm 1 để cho x cộng 1 khác không. Thứ hai là x khác 2 để cho x trừ 2 khác không. Đúng không con? Vậy ở đây là x khác 2 nhá. Thế còn cái thằng cuối cùng này này thì đây chính là tích của x cộng 1 nhân 2 chữ x. Hai thằng này tích của nó khác không khi nào? Khi đồng thời x khác âm 1 và khích x khác 2. Như vậy chính vẫn là cái này. Vậy xuống dòng ta có này. Với x khác chữ 1, x khác 2. Thì phương trình. Thầy gọi ở trên này, thầy gọi nó là phương trình 1 thì phương trình 1 tương đương với giải phương trình tức là giải quá trình là cái quá trình biến đổi tương đương như vậy là con muốn biến đổi nó thì con phải viết là với điều kiện như thế này thì phương trình một tương đương với cái gì vậy thầy sẽ xử lý nó như sau đầu tiên là chúng ta phải đi quy đồng mẫu số của các cái thằng này vậy tức là đi tìm mẫu thức chung thì ở đây thầy cảm nhận rằng là cái thằng x cộng 1 nhân 2 chữ x này này thằng này có khả năng nó sẽ chính là mẫu thức chung đấy con ạ à. được không nào khả năng nó đây chính là mẫu thức chung vậy muốn biến thằng này là hai chữ x mà trở thành là mẫu thức chung thì ở chỗ này x chữ 2 chúng ta phải nghĩ đến việc đổi dấu cái thằng này bởi vì sao giống như cái bài lúc nãy con còn nhớ là x chữ 2 thì chính là bằng số đối của hai chữ x đúng không đúng không Chính vì thằng này là bằng số đối của hai chữ x nên thầy nghĩ đến việc là trừ 5 trên x trừ 2 thầy sẽ phải đổi dấu cái thằng này cái dấu trừ này này. Thầy vứt nó xuống dưới mẫu số. Đấy. Nếu vứt xuống thì chúng ta sẽ được phân số mới nó sẽ bằng 5 trên 2 chữ x. Mạnh ơi. Ok 100% không con? Nào. Trả lời nhanh có ok 100% không? Ok đúng không? Rồi, tốt rồi. Vậy đến đây thầy sẽ biến đổi tương đương thằng này bằng cách như sau này. Con nhìn thấy biến đổi này tương đương này. 1 trên x cộng 1 cộng với 5 trên 2 chữ x thì sẽ bằng cái phân số cuối cùng. Vậy đến đây chúng ta đi quy đồng mẫu thức của các cái phân thức này. Vậy ta sẽ được như sau. Đối với phân thức đầu tiên thì chúng ta phải nhân cả tử cả mẫu với nhân tử phụ. Nhân tử phụ của chúng ta chính là thành phần còn thiếu 2 chữ x. Như vậy trên tử của chúng ta sẽ được là hai chữ x. Còn nhất trí cho nào? Đối với phân số thứ hai thì mẫu mẫu thức đang là hai chữ x rồi. Như vậy cần phải nhân thêm thành phần còn thiếu đó chính là x cộng 1. Vậy trên tử cũng phải nhân với thành phần x cộng 1. Và bằng cái thằng này thì giữ nguyên. Vì đến đây là ba cái thằng phân thức này có cái gì giống nhau rồi nhỉ? Mạnh nhỉ? Mạnh ơi, ba cái phân thức này có cái gì giống nhau rồi? Có mẫu thức chung rồi đúng không? Như vậy vì có cùng mẫu thức chung rồi nên chúng ta vứt xử cái thằng mẫu thức trừ đi. Nhớ chưa nào? Vì nó giống nhau rồi nên là vứt xử cái mẫu thức này đi. Chúng ta chỉ còn lại các tử thức lại với nhau thôi. Vậy thì sẽ có được này. 2 chữ x cộng với 5 nhân m Hoặc x cộng 1 thì sẽ bằng 15. Con ok 100% chứ. Rồi, vậy đến đây thì quay trở về giải cái thằng này thì thôi. Cái này quá là cơ bản luôn đúng không? Vậy thầy giải nốt nhá. Đó là 2 x cộng với 5x cộng với 5 thì bằng 15. Và điều này đến đây chúng ta sẽ giải bằng cách như sau. Tất cả x để một vế, tất cả các số tự do để vế ngược lại. Vậy ta có này. 5x mà trừ đi x như vậy 5 trừ 1 vậy còn 4x. Thầy sẽ bằng bên tay phải là 15. Trừ đi trừ đi 5 sau đó là cộng với 2 đúng không con? Trừ đi 5 sau lại trừ thêm 2 này nữa là trừ 7. Như vậy nó là 15 trừ đi 7. Vậy đến đây ta sẽ có tương đương được là 4x bằng 8. 4x bằng 8. Mà 4x bằng 8 thì đương nhiên giải ra được là x sẽ bằng x sẽ bằng 2 con nhá nào mạnh ơi mạnh xem giúp thầy xem như vậy là cái cái phương trình này nó có nghiệm x bằng mấy mạnh cho thầy hỏi là vậy phương trình của chúng ta có nghiệm x bằng mấy à, ok nhất trí rất là ok sở dĩ cái thằng x bằng hai này không thỏa mãn điều kiện xác định nên làm sao nên là ta sẽ lờ ai loại nặng loại nhé các con nhá được chưa nên là loại vậy đến đây dẫn tới là gì vậy phương trình vô nghiệm rồi thầy cảm ơn con rất chính xác thầy định lừa con nhưng mà con lại không bị lừa chán thật được chưa vậy phương trình vô nghiệm nhá bởi vì sao bởi vì x bằng hai này nó lại không thỏa mãn cái điều kiện ở bên trên Đấy, thế mới đen chứ giải rất là mất công này giải cả một quá trình này rất là vất vả cuối cùng nó lại ra vô nghiệm Đen nhỉ Ok mạnh ơi con chữa đi sau đó câu thứ hai này thì con sẽ phải làm cho thầy câu số 2 này để câu C này con phải tự làm cho thầy sau đó con cho thầy biết kết quả nghiệm của con giải ra là bao nhiêu xin mời con hôm nay chịu khó thôi không ra chơi nhá mạnh nhá hôm nào mà thầy với con học được nhiều ấy thì thầy sẽ cho con nghỉ ngơi giữa giờ một tí hôm nay thôi chịu khó không ra chơi vậy <cười> <cười> <laughs> Câu C này cái ý C thầy đang bôi đỏ ấy con đã làm ra được kết quả chưa Mạnh ơi? cẩn thận con bị đánh lừa nhá câu này tại sao thầy lại nói là con cẩn thận bị đánh lừa bởi vì sao đối với con này thì không cần quy đồng mẫu thức chung đâu bởi vì sao con phải lưu ý một chút này thầy gợi ý một tí này cái mẫu thức của cái thằng cuối cùng này này là 2x 6 nếu con đặt hai ra ngoài thì con sẽ được hai nhân mở ngoặc x 3 đúng không mạnh thì cái thằng hai này với cái thằng 8 ở trên này này có thể triệt tiêu được cho nhau và chúng ta sẽ còn lại được kết quả nó chính là 4 trên x 3. Được chưa? Như vậy 4 trên x 3 này thì lại rất là giống cái thằng này. Đấy, rất giống cái thằng này. Như vậy nếu con tinh ý một tí thì bài này không cần quy đồng mẫu thức chung vẫn xử lý được mà xử lý một cách ngon lành. Còn nếu con đi quy đồng ấy thì vẫn giải được thôi, nhưng thực tế là chúng ta đang làm phức tạp bài toán lên. Mạnh có hiểu không ạ? Mạnh có hiểu được ý của thầy không? Rồi ok. Vậy câu C này thầy sẽ hướng dẫn cho con như sau nhá. Thầy sẽ chữa cho con như sau này. À thế à? Ôi tốt quá. Ok, good. Nếu con làm được đúng như thầy nói thì như vậy ok, rất tốt. Như vậy là rất là thông minh. rồi vậy cho thầy xin kết quả con cứ làm đi xong rồi cho thầy xin kết quả nào mm <clears throat> mạnh ơi con ra được kết quả của câu c này chưa <laughs> vẫn chưa à <laughs> như đấy con thấy không cái việc mà nhận diện ra được đầu bài rồi sau đó là từ cái việc nhận diện định hướng bài toán cho tới làm ra được kết quả cuối cùng vẫn còn phải là một cái quá trình rèn luyện đúng không con chứ không phải là ví dụ mình bảo ui bài này dễ lắm thầy ạ con không làm đâu thế là như vậy đến lúc con bắt tay vào làm ấy thì con lại thấy rằng là nó cũng không hề đơn giản đúng không vậy bây giờ thầy chữa hay là con tiếp tục làm tiền làm tiếp thầy chữa ok rồi con nhìn xem là nếu thầy làm thì sẽ mất bao nhiêu lâu để xong nhá nào quan sát Ta nhìn này. Đầu tiên là ta sẽ có được là cái thằng này biến đổi tương đương một phát đã. Như vậy chỗ này ta sẽ có được 8, thằng này đặt là 2x 6. Như vậy đặt 2 ra ngoài thì ta sẽ còn lại được là, hoặc là 2 nhân mở hoặc x 3. Đúng không? Và điều này thì sẽ hoàn toàn tương đương với là 6 trên x 1 trừ 4 trên x 3 là bằng 4 trên x 3. và điều này hoàn toàn tương đương với đó là gì? Con chuyển 4 trên x 3 này vứt sang bên tay phải và ta sẽ có được là 6 trên x 1 sẽ bằng 8 trên x 3. Ok chưa mạnh ơi? Nào, con nhìn từ dòng trên xuống dòng dưới này hoàn toàn ok chứ? Ở đây thì con bổ sung cho thầy một cái là điều kiện. Điều kiện này là điều kiện gì đây? Đó là điều kiện để cho các cái mẫu thức các cái mẫu thức này phải khác không gồm có x trừ một này x trừ ba này hai x trừ sáu này như vậy đến đây điều kiện của chúng ta chính là x khác 1 chấm phẩy x khác 3. như vậy với hai cái điều kiện này thì thầy đã biến đổi tương đương được xuống đến đây rồi con có biết đến đây giải như thế nào là nhanh nhất không mạnh ơi đến cái dòng này này con có biết làm nào để nhanh nhất không sử dụng cái gì kiến thức gì là nhanh nhất? Không, no 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 no. Không quy đồng, không quy đồng. Con còn nhớ là ở lớp dưới chúng ta có một kiến thức về phần phân số như thế này này. Nếu phân số A trên B mà bằng phân số C trên D. Khi và chỉ khi chúng ta sử dụng kiến thức tích chéo, đó là A nhân D bằng B nhân C. Có đúng là đây là tích chéo không con ơi? Tích chéo đúng không? Nếu đây là tích chéo thì tại sao thầy lại bảo sử dụng tích chéo này là nhanh nhất? Là bởi vì trên tử của chúng ta là một số. Tử này cũng là một số. Như vậy khi mà con nhân tích chéo 6 nhân với x 3 này và 8 nhân với x trừ 1 này này thì đây là cách thức nhanh nhất đối với bài này. Vậy đến đây thầy sẽ được như sau nhé. 6 nhân mở ngoặc x trừ 3 sẽ phải bằng 8 nhân mở ngoặc x trừ 1. Và đến đây con chỉ cần nhân bung hai cái ngoặc này ra cho thầy thôi là gần như là chúng ta kết thúc bài toán. 6 nhân x là bằng 6x. Trừ đi 6 nhân 3 là trừ đi 18. Bằng bên tay phải của chúng ta là 8 nhân x là bằng 8x. Trừ đi 8 nhân 1 là trừ đi 8. Như vậy đến đây con sẽ chuyển vế x sang một vế, các thành phần còn lại chuyển vế ngược lại. Vậy ta lấy như sau. 8x mà trừ đi 6x như vậy 8x trừ 6x là còn 2x bằng như vậy là ở đây nhá thôi ở bên này thầy sẽ viết nguyên là âm 18 đi sau đó thầy cộng 8 viết như thế này để cho nó chính xác cho con không bị nhầm lẫn dấu này 8x này trừ đi 6x này và đến đây con sẽ tương đương ra được là gì là 2x của chúng ta sẽ bằng là âm 10 bằng trừ 10 và x của chúng ta đương nhiên là x bằng bao nhiêu đây x sẽ bằng là âm 10 chia 2 tức là bằng âm 5 và thằng này thì hoàn toàn là thỏa mãn điều kiện Chính vì thế đi đến kết luận cuối cùng Vậy phương trình Có nghiệm duy nhất Có nghiệm duy nhất X bằng âm 5 Được chưa con? Nào Mạnh ơi Hiểu hoàn toàn không con? Như vậy con thấy đấy Cái kỹ năng giải bài ấy là nó phải hình thành Bằng cách là làm bài tập nhiều một chút Là tự nhiên kỹ năng của con nó sẽ tốt lên thôi con hiểu không nào? Để mà thầy làm được nhanh và nhanh chóng và chính xác như này này là hoàn toàn thầy phải làm thầy chính tay thầy bắt tay vào làm và thầy làm đi làm lại có khi đến hàng vài trăm lần rồi. Cho nên là dần dần là cái kỹ năng của thầy nó mới tốt như vậy. Con hiểu không nào? Rồi xin mời con chữa bài đi. Chữa đi con nhá. <laughs> Như vậy khi giải đến đây này, chúng ta nghĩ ngay đến cái phương pháp tích chéo là nhanh nhất con ạ. Và đây, thầy sẽ tìm ra được nghiệm cuối cùng ở dưới này, x bằng âm 5. Rồi ok, sau khi con chữa xong bài này, thì chúng ta sẽ xử lý bài tiếp theo, đó là câu G. câu gờ này quyết tâm làm cho thầy đúng nhá cố gắng làm thật chính xác cho thầy cái câu g này chuẩn không cần chỉnh xem nào à con giải ra là x bằng 1 phần 13 thì ok để thầy thử xem xem có chính xác hay không nhá nào thầy sẽ làm nhanh bài này xem xem là con làm có chính xác tuyệt đối hay không ok chúng ta sẽ xử lý nó xem nào đầu tiên là chúng ta sẽ nghĩ đến cái việc như sau này cái thằng x bình phương cộng 2 x chứ 3 này này là làm nhầm giá nháp x bình cộng 2 x chứ 3 Thằng này thực tế nó sẽ tách ra được nó có phải chính là bằng x trừ 1 nhân với x cộng 3 đúng không con? Như vậy đây chính là kết luận, đây chính là mẫu thức chung. MTC. Đấy. Đây chính là mẫu thức chung. Vậy thầy sẽ có định như sau này. Đầu tiên ta có nhá Điều kiện. Đó là x khác trừ 3. Chấm phẩy x khác 1 xuống dòng ta có đương nhiên là cái câu mà cách trình bày vẫn là với điều kiện x khác âm 3 x khác 1 thì ta có phương trình tương đương với vậy đến đây thầy sẽ biến đổi nhá nhìn này ở đây là x bình phương cộng 2 x chữ 3 thì chúng ta tách ra nó bằng là x chữ 1 đến x cộng 3 như vậy đây chính là mẫu thức chung mà mẫu thức chung này rồi tức là chúng ta phải nhân các cái mẫu thức phía sau này với nhân tử phụ Vậy đây là x cộng 3 như vậy còn thiếu thành phần x chữ 1. Như vậy trên tử phải nhân với x chữ 1 nữa. Thằng này thì đã có x chữ 1 rồi. Như vậy còn thiếu nhân tử x cộng 3. Vậy phải nhân cả tử và mẫu với thành phần x cộng 3 con nhé. Vậy chúng ta sẽ phải nhân như sau. Rồi đến đây chúng ta sẽ tương đương với như sau này. Ba phân thức này ba <laughs> phân thức này là có mẫu thức chung rồi vậy ta giữ nguyên tử 4 sẽ bằng gì đây hai thằng này nhân với nhau trừ đi thằng này nhân với thằng này được chưa các con rồi tương đương với như sau này ta sẽ biến đổi tương đương 4 bằng 2x nhân với x 1 2x 5 nhân x 1 vậy nhân bung nó ra nhé bằng 2x bình phương trừ 5x trừ thêm 2x nữa vậy là trừ 7x sau đó trừ 5 nhân âm 1 tức là dương 5 trừ đi 2x bình phương và cuối cùng là trừ đi 6x. Và đến đây tương đương với như sau. Bên tay phải của chúng ta ấy là 2x bình mà trừ đi 2x bình như vậy thầy triệt tiêu thành phần x bình phương đi. Như vậy còn lại là âm 7x, âm 6x. Như vậy bên tay trái của chúng ta là 4 bằng là bao nhiêu đây? Âm 7x, âm 6x là trừ đi 13x. Sau đó cộng với 5. Đúng không? như vậy tương đương với chuyển năm này vứt sang phía ngược lại vậy ta có được là trừ 13x bằng âm 1 mà trừ 13x bằng âm 1 thì đương nhiên x sẽ bằng là 1 phần 13 như vậy con giải chính xác rồi được chưa nào bằng 1 phần 13 như vậy đến đây nhá thỏa mãn này điều kiện này và như vậy đến đây ta sẽ có là gì kết luận vậy phương trình có nghiệm duy nhất là x bằng 1 phần 13. Được chưa con? Như vậy ok, tốt rồi. Như vậy con làm rất chính xác. Chúc mừng con. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một câu nữa nhá Rồi nghỉ. Rồi, ờ, xin mời con hãy xử lý cho thầy câu này, câu hát. Làm nốt câu hát rồi chúng ta sẽ nghỉ. Xin mời uh, con. Mm-hmm. <clears throat> Mm-hmm. <clears throat> Uh-uh. <clears throat> Đó ok, thầy chỉ mất có khoảng độ 30 giây thầy đã nhẩm ra nghiệm của nó rồi. Con đã tìm ra được nghiệm của phương trình này chưa ạ? Rồi ok, cố gắng lên. Rồi ok Nào chúng ta thử kiểm tra xem kết quả của con có chính xác hay không nhá Đầu tiên là điều kiện này Điều kiện thì đương nhiên chính là x khác 1 và x khác âm 2 đúng không con? x khác 1 chấm phẩy x khác 2 x khác trừ 2 Thầy xin lỗi thầy đọc nhầm Vậy đến đây ta có này Hoàn toàn thằng này tương đương với nhá Giải phương trình tức là quá trình biến đổi tương đương cho nên là thằng này tương đương Tương đương với cái gì? thì đầu tiên là con sẽ phân tích cái thằng x bình phương cộng x trừ 2 này ra thành tích của hai thừa số chính là x 1 nhân với mở ngoặc x cộng 2. Đúng không con? Là x 1 nhân x cộng 2. Như vậy đối với thằng phân thức thứ hai này đã có thành phần x 1 ở dưới mẫu rồi. Như vậy muốn tạo ra được mẫu thức chung chúng ta phải nhân cả tử và mẫu với x cộng 2 con nhá. x cộng 2 này. Như vậy trên tử của chúng ta cũng phải biến đổi thành là x cộng 2. Ok chưa? Ở đây đối với phân thức cuối cùng là đã có x cộng 2 như vậy còn thiếu nhân tử phụ đó là x 1 nữa. Vậy phải nhân cả tử và mẫu với x 1. Được chưa nào? Rồi đến đây ta sẽ tương đương được như sau này. Tương đương với vì ba phân thức này đã có mẫu thức chung rồi, vậy ta chỉ cần giữ nguyên tử thôi, 3 trừ đi mở ngoặc x cộng 2, đó là tử của phân số thứ hai bằng trừ của 7 nhân mở ngoặc x 1, đó là tử của phân thức thứ ba. Vậy đến đây ta sẽ tương đương với như sau. Phá tung các cái ngoặc này ra cho thầy nhá. 3 trừ đi mở ngoặc x cộng 2 tức là 3 trừ đi x trừ đi 2 sẽ bằng bên tay phải là trừ 7x. Trừ 7 nhân trừ 1 vậy là cộng với 7. Ok chưa nào? Vậy đến đây ta sẽ được điều gì? Bên này là trừ x, bên này là trừ 7x. Thầy sẽ vứt thằng trừ 7x sang vía ngược lại. Vậy là trừ x cộng 7x tức là bằng 7x trừ x. Bằng bên kia tay phải của chúng ta là 7 này cộng với 2 này đúng con trừ đi 3. Như vậy 7 cộng 2 là bằng 9 trừ đi 3 là bằng 6. Vậy nó là 7 cộng với 2 trừ đi 3. Ok chưa? Như vậy tương đương với gì? 7x của chúng ta trừ x như vậy còn là 6x. 6x bên tay phải của chúng ta là 7 cộng 2 là 9 9 trừ 3 vậy tiếp tục bằng 6. Như vậy dẫn tới là tương đương với là giải ra là x bằng bao nhiêu đây? x của chúng ta sẽ phải bằng 1 con nhá. Được chưa nào? Ok chưa? Nào Mạnh ơi Con kiểm tra xem phần làm của con Bị nhầm lẫn ở đâu mất Mà x bằng 1 này Thì lại là không thỏa mãn điều kiện Dẫn tới là gì Vậy phương trình này lại là vô nghiệm đúng không? Vậy phương trình này vô nghiệm. Mạnh ơi, con tìm ra được cái chỗ lầm nhầm nhầm lẫn của mình chưa? Con tìm ra được chỗ nào bị nhầm lẫn chưa? <laughs> cái phần làm của thầy với phần làm của con là bị nhầm lẫn ở đâu? à con bị nhầm mất dấu đúng không ok rồi không sao rút kinh nghiệm lần sau đừng bị nhầm dấu nữa nhé rồi ok con chữa bài đi chẳng may bị nhầm dấu rồi thì thôi không sao rút kinh nghiệm lần sau là được bây giờ con chữa bài cho thầy sau khi con chữa xong thì chúng ta sẽ tạm thời dừng buổi học này tại đây được không nào ok không sau đó thầy sẽ gửi cho con một ít bài tập để con rèn luyện nhé sau buổi hôm nay thì thầy sẽ gửi cho con một ít bài tập để con rèn luyện làm cho nó tốt hơn làm xong là nhớ nội gửi lại bài cho thầy nhá con làm xong này con sẽ gửi lại bài cho thầy thầy sẽ sẽ, sẽ chữa bài cho con nếu con làm đúng thì ok còn chẳng may trong trường hợp mà làm chưa chính xác thì thầy sẽ chữa tìm ra lỗi ở đâu giúp con ok mạnh ơi con chữa bài đi <laughs> <clears> huh <throat> <clears throat> <clears throat> ファンの方がまだまだおっしゃ ok con chữa xong chưa nếu con chữa xong rồi thì là thầy sẽ cho con nghỉ ok rồi thầy tạm biệt con thầy sẽ gửi bài tập về nhà cho con nhé để cho con rèn luyện ok chưa rồi thầy chào con bye bye <clears> hmm. <throat>